Xin kính chào quý vị các bạn yêu bóng đá Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Điểm tin bóng đá Nơi sẽ cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất mỗi ngày để gửi đến quý vị các bạn Và ngay sau đây là bản tin chiều tối ngày hôm nay 11 tháng 10 Các bạn thân mến, trong bản tin này mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây Họp báo trước thềm trận Việt Nam và Oman Huấn luyện viên Ivan Kovic bày tỏ e ngại về tuyển Việt Nam Ba điểm nóng trận đấu giữa Oman và Việt Nam Báo Trung Quốc bất ngờ dự đoán tuyển Việt Nam sẽ làm điều chưa từng có trước Oman. Các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn trong phần họp báo của tuyển Việt Nam trước thềm trận gặp đội tuyển Oman. Sau phần trả lời phỏng vấn của Tây Bắc và Trung vệ Quế Ngọc Hải bên phía tuyển Việt Nam, tiếp theo là đến lượt đội tuyển Oman. Trong buổi họp báo chiều ngày hôm nay thì huấn luyện viên tuyển Oman là ông Ivan đã có tiếp xúc với giới báo giới trước trận gặp Việt Nam. Ông Ivan đánh giá cao đội tuyển do huấn luyện viên Park Seo dẫn dắt. Tôi không đánh giá riêng một cầu thủ nào của Việt Nam vì các bạn có trình độ đều ngang nhau. Các bạn xứng đáng có được ít nhất một điểm trong 3 trận đã qua, nhưng các bạn thiếu may mắn, các bạn vẫn là một tập thể mạnh. Tất nhiên là chúng tôi không muốn thua, sau trận đấu với Úc, chúng tôi không có thời gian để khóc hay cúi đầu. Các cầu thủ của chúng tôi phải hướng đến trận đấu tiếp theo, tôi hy vọng là các cầu thủ trẻ hiểu điều này. Tất cả các cầu thủ cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì tốt nhất, như tôi mong đợi. Chia sẻ về những ấn tượng với Việt Nam trong quá khứ. Ông Ivankovic cho biết, Chúng tôi đã phân tích 3 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước Ả Đập Xú Út, Úc và Trung Quốc. Đó là các trận mà họ không giành được điểm nào dù họ xứng đáng. Tuyển Việt Nam ít nhất phải giành được một điểm. Họ đã chơi rất tốt trước các đối thủ mạnh như Ả Đập Xú Út và Trung Quốc. Tôi ấn tượng tuyển Việt Nam từ Asian Cup 2019 khi họ lọt đến tứ kết. So với cuộc đối đầu gần nhất cách đây 17-18 năm thì nay đã khác. Bây giờ họ có một sự tự tin lớn. Đánh giá về tình hình lực lượng của đội tuyển Oman, ông Ivankovic cho biết: "Chúng tôi có một số cầu thủ bị chấn thương, tuy nhiên các cầu thủ còn lại, chúng tôi có đủ lực lượng để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Nhật Bản là đội có thứ hạng cao nhất ở bảng này, nhưng họ cũng chỉ có 3 điểm như chúng tôi. Oman có 3 trận then chốt khi thắng Nhật Bản, hai trận còn lại là Việt Nam và Trung Quốc, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng." Như đã biết thì sau 3 lượt trận Oman đã gây ra bất ngờ đáng kể khi đánh bại Nhật Bản và lôi ông lớn châu Á này vào cuộc tranh vé playoff với họ và cả Trung Quốc. Hai trận thua trước ở Đáp Xút và Úc được dự báo trước, nhưng trận thắng Nhật Bản khiến cho cơ hội đoạt vé playoff của Oman trở nên đáng kể và họ sẽ có cơ hội gia tăng điểm số nếu thắng tuyển Việt Nam đã toàn thua sau 3 trận. Ông Ivanovic chắc chắn sẽ phấn khởi với triển vọng là đưa được Oman đến quân cấp giải đấu mà ông không xa lạ gì khi từng là trợ lý tại đội tuyển Croatia năm 1998 và dẫn dắt đội tuyển Iran. Tại Đức năm 2006, nhà cầm quân 67 tuổi này đến với cúp thế giới với những đội tuyển mạnh hơn. Nhưng hiện tại ông đang tỏ ra mát tay khi biến Oman vốn không được đánh giá cao thành một tập thể kỷ luật, giàu sức chiến đấu trước các đại gia ở châu lục. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Ivanovic cho biết ông rất hài lòng với sự chuẩn bị của tuyển Oman trong thời gian qua. Các cầu thủ đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình và họ cho thấy kỷ luật tuyệt đối. Tôi cho rằng năng lực của các cầu thủ Oman không kém gì các đội tuyển tại châu Á. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng các trận còn lại và coi đó là điều cần thiết để xây dựng một văn hóa chiến thắng với bóng đá Oman. Oman dẫu vậy vẫn không được biết đến với hàng công mạnh với số bàn thắng của họ vào lúc này là ít hơn cả Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng ông Ivan Kovic không lo điều đó, ông cho biết. Khâu ghi bàn luôn là một vấn đề có thể xảy ra ở bất cứ đội bóng nào và tôi không phải nhảy dựng lên nếu tiền đạo của tôi bỏ lỡ các cơ hội vì điều đó cũng có thể xảy ra với bất cứ ai. Các bạn thân mến, tờ báo của Trung Quốc mới đây dành rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam và nhận định rằng là thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ có một chiến thắng lịch sử trước Oman. Cụ thể là hãng truyền thông Sun News của Trung Quốc vừa có bài nhận định rất đáng chú ý với tiêu đề Oman đối Việt Nam, trận đấu của hai chú ngựa ô, một cuộc chiến tuyệt vời. Khi nhận định về màn trình diễn của hai đội trong suốt 3 trận vừa qua, tờ Sun News đã ca ngợi tuyển Việt Nam và cho rằng chúng ta là đội bóng kiên cường vòng loại world cup chuẩn bị mở ra một cuộc chiến với hai chú ngựa ô Oman đã gây sốc trước nhật bản ở lượt đầu tiên trong khi đó tuyển việt nam dù chưa giành được điểm số nào cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ hai đội gặp nhau trong trận chiến này họ sẽ công hiến cho người hâm mộ mà trình diễn rất đáng để chờ đợi sự tiến bộ của việt nam là điều không ai có thể phủ nhận hiện họ đã khiến cho cả ba đối thủ đều phải toát mồ hôi ở trận gặp ả rập xút việt nam còn là đội dẫn trước và gây ra sức ép khủng khiếp cho đối thủ Đội bóng này chỉ để thua ở thời điểm cuối trận. Ở hai trận sau đó, đặc biệt là trận gặp chúng ta, Việt Nam cũng thi đấu rất tốt nhưng may mắn đã không đứng về phía họ. Phải nói rằng Việt Nam là đội bóng cực kỳ kiên cường. Nhận định về thế trận ở cuộc chiến giữa Oman và Việt Nam, tờ Sun News cho rằng là cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng nhưng dự đoán Việt Nam mới là đội có nhiều khả năng sẽ giành một chiến thắng lịch sử. Oman và Việt Nam có những điểm tương đồng nhất định trong phong cách thi đấu. Cả hai đội đều thích sút xa, Họ không có lợi thế về chiều cao nhưng họ chơi linh hoạt và có sự gắn kết. Trong các pha phản công, cả hai đội bóng này đều có những đường chuyền rất tinh tế, tuy nhiên cả hai đội cũng có chung khuyết điểm, đó là dễ nhận bàn thua ở hiệp 2. Trường hợp nếu thể lực của họ không được đảm bảo, cả Oman lẫn Việt Nam đều tỏ ra dễ bị mất điểm ở phần nửa sau của trận đấu. Xét về thực lực, cả hai đội đều có cơ sở giành chiến thắng, nhưng so với Oman, Việt Nam là đội bóng rất kiên cường, phản công sắc bén, chắc chắn họ sẽ tung ra nhiều tình huống phản công lợi hại và quan trọng là Việt Nam có nắm bắt được cơ hội này hay không. Ngoài ra, tinh thần quyết tâm cũng có thể là chìa khóa quyết định kết quả của trận đấu. Xét về thực lực chung của cả hai đội thì đây có thể là trận đấu không quá nhiều ngôi sao tầm cỡ tại châu Á, nhưng xét về mức độ sôi động của trận đấu này thì chắc chắn không thua kém bất kỳ cặp đấu mạnh nào. Đó là điều rất đáng chờ đợi. Đây là một cuộc chiến thật sự thú vị. Chúng tôi lạc quan rằng Việt Nam sẽ là đội giành được điểm số đầu tiên, có thể là 3 điểm. Đó sẽ là thành quả lịch sử với Việt Nam bởi lần đầu tiên họ giành chiến thắng ở vòng loại thứ ba World Cup. Những điểm nóng định đoạt kết quả trận đấu giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, đội tuyển Oman đã chứng tỏ thực lực khi họ quật ngã Nhật Bản trong ngày ra quân. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam của chúng ta cũng không lạ lẫm với đại diện vùng vịnh này. Trận đấu ở Muscat tới đây sẽ là cơ hội để cho Quang Hải và các đồng đội có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á nếu như họ thắng ở những cuộc đối đầu cá nhân then chốt Trước khi những gì đã diễn ra ở trận đấu với Trung Quốc, người hâm mộ Việt Nam thể hiện sự tiếc nuối về kết quả Trung Quốc. Nhìn một cách tổng thể, Việt Nam không hề thua kém Trung Quốc ở phần lớn khía cạnh, đặc biệt là tinh thần. Các học trò của thầy Park không bị nao núng khi đối thủ dẫn trước. Ngược lại, họ đã chơi đầy hứng khởi, mạch lạc và quyết tâm ở nửa sau của hiệp 2 nhằm săn bằng cách biệt. Trước mắt Việt Nam sẽ là chuyến làm khách tới Oman, hy vọng là thầy trò HLV Park Sơ sẽ có những điều chỉnh hợp lý để mang về những điểm số đầu tiên cho đội tuyển. Bên cạnh tinh thần chiến đấu, thành bại trong trận đấu sắp tới đây nhiều khả năng được định đoạn ở ba cặp đối đầu trọng yếu sau đây. Thứ nhất, Ngọc Hải và Khalid Al-Hazi. Thi đấu ở vị trí trung tâm trong hệ thống phòng ngự, nhiệm vụ của Quế Ngọc Hải không chỉ là bọc lót, kèm người mà anh còn chỉ huy hàng phòng ngự và sử dụng óc phán đoán để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Sự vững chãi của hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu vừa qua in đậm dấu ấn của Ngọc Hải. Ở cuộc so tài với Oman, vai trò của thủ quân mang áo số 3 tiếp tục bị thử thách khi anh đối đầu với Khalid al trung phong của Oman. Sở hữu chiều cao 1 m Al-Hazi có thể hình lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ tranh chấp, làm tường và không chiến. Ngoài sức vóc hoàn hảo của một tiền đạo, al còn có khả năng chớp thời cơ ghi bàn ấn tượng. Tiền đạo số 7 của Oman có cái chân trái khéo léo, xử lý bóng tốt trong không gian hẹp, giữ điểm hiệu quả và đây sẽ là chân sút mà tuyển Việt Nam phải lưu tâm nếu không muốn nhận bàn thua. Quế ngọc hải là cái tên phù hợp nhất cho nhiệm vụ theo kèm al không có thể hình tốt như đối thủ, song Ngọc Hải lại có óc phán đoán, đọc tình huống tốt để không bị các tiền đạo lớn lướt ở các pha tranh chấp tới đôi. Ở các trận đấu gặp tuyển Úc và Ả Rập Suốt, Ngọc Hải đã kèm khá tốt những trung phong có lối chơi gần như Haji, như Adam Tagak của Úc hay Saleh Ansari của Ả Rập Suốt. Dù vậy, Ngọc Hải và các đồng đội ở hàng thủ cần phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Với mẫu tiền đạo giỏi tận dụng cơ hội như An Haji, anh này đã ghi 12 bàn sau 24 trận cho Oman thì mọi sai lầm đều phải trả giá bằng bàn thua. Thứ hai, Nguyễn Quang Hải chạm trán Ali albusadi Với tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng phán đoán tình huống cực tốt, Quang Hải là mối nguy hiểm tiềm ẩn với bất cứ hàng phòng ngự nào. Ở trận này thì đối thủ của Quang Hải là Ali Anbusadi, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở hàng thủ của Oman với 56 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Ở trận gặp Nhật Bản, Busadi đã chơi rất tốt trong vai trò hậu vệ trái khi kẹp chặt Ito và Sakai đảm bảo an toàn cho hành lang phòng ngự của Oman. Điểm mạnh của Busadi là khả năng đọc tình huống và giữ vị trí phòng ngự ấn tượng. Nhờ cự ly phòng ngự hiệu quả, Oman giữ sạch lưới trước Nhật Bản và chỉ cho ở đập rút dứt điểm trúng đích duy nhất một lần trong cả trận đấu. Kinh nghiệm của Ali Al Busadi chạm trán trước sức trẻ của Quang Hải sẽ là cuộc đối đầu rất đáng xem ở trận này. Nếu Quang Hải vượt mặt hậu vệ chắc chắn nhất của đối thủ, cửa thắng của chúng ta là cực sáng. Nguyễn Hoàng Đức và Harip Ansari Hoàng Đức có màn trình diễn đáng nhớ tại vòng loại World Cup 2022 khi anh thi đấu tròn vai, thể hiện khả năng lên công về thủ bền bỉ trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Tần suất vào khu vực hoạt động rộng của Hoàng Đức là yếu tố tiên quyết để trả lời câu hỏi tuyển Việt Nam có thể cầm bóng và chơi chủ động trước Oman hay không. Chắc chắn Hoàng Đức sẽ di chuyển rộng để kết nối lối chơi giúp cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì muốn có thêm một trận đấu tốt, Hoàng Đức cần vượt qua Harip Ansari, một hòn đá tảng ở khu tuyến giữa của Oman. Tiền vệ này là buồng phổi trong cách vận hành chiến thuật của Oman khi kiêm nhiệm cả hai vai trò đánh chặn và điều tiết lối chơi. Ansari chỉ cao 1m68 nhưng thi đấu đầy khôn khéo, xử lý gọn gàng và xoay trụ tốt khi bị áp sát. Trong cuộc so tài với Nhật Bản, Ansari đã chơi rất hay khi đối đầu với Endo, một trong những tiền vệ kỳ cựu nhất của bóng đá Nhật Bản. Nhờ đẳng cấp của Ansari, Oman cầm bóng tự tin và triển khai tấn công trước mọi đối thủ. Hoàng Đức đối diện với một đối thủ lớn nữa. Đây là bài kiểm tra nặng ký cho thấy cầu thủ sinh năm 1998 đã đủ trưởng thành để gánh vác tuyến giữa của tuyển Việt Nam hay chưa. Trên đây là những tin tức nóng trong chiều tối ngày hôm nay, 11 tháng 10. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.